Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông vừa có buổi làm việc với hai xã Quang Húc và Tề Lễ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Những tháng đầu năm nay, mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội của hai xã Quang Húc và Tề Lễ tiếp tục được duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của hai xã đạt gần 1,2 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, tỷ lệ đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa, nhựa hóa đạt trên 80%. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai có hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được duy trì, phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông yêu cầu hai xã tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm 2020. Xã Quang Húc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Đặc biệt, đây là hai xã khu vực sông Bứa, do đó cần thực hiện tốt các phương án phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị các điều kiện phương tiện, vật tư, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có mưa lũ xảy ra.